Hello, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với kênh YouTube của chúng tôi, Công ty Cổ phần Kiến trúc Bắc Trung Nam, chuyên thiết kế và thi công trọn gói. Để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào của chúng tôi thì các bạn hãy lên YouTube và gõ Bắc Trung Nam, sau đó nhấn vào nút đăng ký. Có một cái chuông bên này, các bạn hãy nhấn vào cái nút chuông này để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào. Nếu có một video mới nào thì nó sẽ thông báo lên trên kênh YouTube cho các bạn. Để đăng ký thiết kế và thi công trọn gói, các bạn hãy liên hệ qua số điện thoại 0788 33 2626. Các bạn nhớ nhé, để đăng ký thiết kế và thi công trọn gói, các bạn hãy gọi đến số điện thoại 0788 33 2626. Còn để xem các cái clip mới và xem các cái thiết kế mới của chúng tôi thì hãy lên YouTube và gõ Bắc Trung Nam. Hoặc các bạn có thể lên fanpage trên Facebook và tìm kiếm kiến trúc Bắc Trung Nam, thì cũng có thể vào fanpage của chúng tôi để xem các cái mẫu thiết kế mới ở trên đấy. Vâng, hôm nay tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một cái mẫu nhà mái Thái 2 tầng, một mẫu nhà biệt thự mái Nhật 2 tầng của anh Tân ở thành phố Thanh Hóa. Sau đây thì tôi sẽ đi từ bên ngoại thất vào bên trong nội thất, sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn phần ngoại thất trước. Đây là một hướng view. Đây là một hướng view của bên bên ngoại thất. Đây, cái mẫu nhà này xin giới thiệu các bạn, đây là mẫu nhà mái Nhật nhé, chứ không phải là mái Thái đâu nhé. Nhiều bạn sẽ bị nhầm với mái Nhật, giữa mái Nhật và mái Thái. Đấy, cái mẫu nhà này là mẫu nhà mái Nhật. Nó sẽ như thế nào? Cái phần mái bằng này này, mình sẽ đổ trường ra ngoài, đổ trường hết ra ngoài. Đây các bạn nhìn thấy đổ đuôi hết ra ngoài này. Đấy, đuôi hết ra ngoài này. Đây. Còn cái phần ở trên đỉnh này thì chúng ta sẽ không cần phải xây tường thu hồi đâu, mà chúng ta sẽ lập vì kèo, đi vì kèo hộp kẽm và bắn ngoài vít. Như máy nhà máy Thái ấy, thì các bạn sẽ phải xây tường thu hồi và sau đó thì mới lập vì kèo và bắn ngói được. Như mẫu nhà này thì mình sẽ làm vì kèo luôn và bắn ngói luôn vào trên vì kèo đấy, không cần phải xây tường thu hồi. Chúng ta sẽ đi từ tầng 1 lên nhé. Đây, ở vị trí dưới tầng 1, đây là sảnh chính. Đây là phần sảnh chính nhé. Phần sảnh chính thì chúng tôi có trang trí hai cái cột và ốp cái phần gạch thẻ trang trí. Đây, cái phần gạch thẻ trang trí này. Đây, ốp hai cái phần gạch thẻ trang trí này để tạo cái điểm nhấn cho cái cột này, cho nó thêm mềm mại hơn và có cái điểm nhấn hơn. Cái phần sảnh chính này thì cũng tạo, cũng được lợp một cái mái thì cũng rất là đồ sộ đúng không ạ? Cái màu sơn chủ đạo của ngôi nhà này đó là màu trắng kem và màu xanh, xanh nhạt. Các bạn nên lưu ý nhé, nếu mà trang trí ngôi nhà của mình ấy, thì đừng có trang trí rườm rà quá, đừng có làm nhiều màu sơn quá thì nó sẽ bị rối mắt. Thứ hai là nó không đi theo xu hướng thịnh hành bây giờ. Đấy, xu hướng thịnh hành bây giờ và sẽ không bị lỗi mốt về lâu dài, sẽ không bị lỗi mốt. Nên là chủ yếu là chúng ta sẽ phối một màu chủ đạo và tạo các điểm nhấn. Đây, như các bạn thấy là chúng tôi phối một màu chủ đạo và có các điểm nhấn này. Đây, các tại các vị trí này là các điểm nhấn. Chúng tôi sẽ tạo các điểm nhấn một cái sơn, hoặc các bạn có thể là ốp gạch thẻ tùy vào cái sở thích của mình. Ở phía trước mặt tiền thì chúng tôi sẽ trang trí thêm một cái phần chậu, phần trồng cây cảnh, phần chậu để trồng cây cảnh. Ở trên tầng 2 cũng vậy, sẽ có thêm một cái phần chậu hoa cây cảnh. Phần cửa này thì được sử dụng là cửa gỗ lim Nam Phi các bạn nhé. Bây giờ thì cái gỗ lim Nam Phi này nó đang thịnh hành và nó cũng đẹp và rất là bền. Nhưng mà cái phần gỗ tự nhiên này này, các bạn nên nhớ để sử dụng được lâu dài và bền đẹp thì các bạn phải sấy khô, ngâm tẩm trước khi đưa vào gia công và sử dụng. Đấy, chứ không các bạn mà đến theo thời gian là nó sẽ bị co ngót, cong vênh và sẽ bị hỏng. Đấy. Cái phần mặt tiền này thì chúng tôi có ốp thêm cả phần gạch thẻ trang trí. Cái này các bạn có thể sử dụng gạch thẻ hoặc là sử dụng gỗ công nghiệp nhé, tấm ốp gỗ nhựa hoặc là tấm ốp bằng gỗ công nghiệp. Nếu mà sử dụng gỗ công nghiệp ở đây thì cái phần chịu mưa gió của nó sẽ không được bền. Tôi khuyên các bạn là nên sử dụng, tốt nhất là nên sử dụng tấm gỗ nhựa Radwood là ok nhất, bền đẹp theo thời gian. Ok, trên tầng 2 chúng ta lên trên tầng 2 một chút nào. Trên tầng 2 thì chúng tôi ở phần mặt tiền này sẽ có một cửa ra ban công.
Đây, phần mặt tiền này sẽ có một cửa ra ban công. Tất cả hệ khung cửa này chúng tôi sử dụng là nhôm hệ Sifa cao cấp, các bạn nhớ nhé. Kính dán hai lớp 6.38, kính an toàn 6.38. Có vỡ thì nó cũng dính ở trên đấy, không bao giờ nó rơi xuống được. Người ta gọi là kính an toàn, kính dán hai lớp đấy. Ở phía trước mặt tiền này chúng tôi có thể trang trí một cái phần lam bằng bê tông, hoặc như cái phần lam này thì có thể các bạn có thể trang trí bằng lam bê tông sơn trắng, hoặc là lam bằng thép hộp kém sơn tĩnh điện cũng được, nhưng mà nó sẽ không bền bằng lam bê tông sơn trắng. Cái phần giàn hoa này cũng là trang trí một phần rất là đẹp cho ngôi nhà này. Ở trên đỉnh mái này thì mái ngói này chúng tôi sử dụng ngói Fuji. Tất cả phần ngói này chúng tôi sử dụng là ngói Fuji nhé. Hiện tại thì ngói Fuji này là cái loại ngói cao cấp nhất rồi đấy. Ở phần rèm đôi mái này thì có trang trí cái hệ đèn downlight này, về ban đêm thì sẽ rất là đẹp. Ở bên phía mặt này thì cũng có một cái chậu hoa trang trí trên tầng 2 và có ốp gạch thẻ để tạo điểm nhấn. Ta đến một view khác nhé. Đây, cái này là nhìn trực diện từ bên ngoài vào, thông qua cả phần hàng rào bảo vệ, cổng chính các kiểu. Cái phần cổng chính này chúng tôi sử dụng bằng thép hộp mạ kẽm, gia công xong sơn tĩnh điện. Cái phần này là sơn giả gỗ, phần này là sơn màu ghi để tạo điểm nhấn. Cái phần cửa này nhìn rất là đơn giản nhưng mà rất là đẹp đúng không? Phần hai trụ cống này thì đổ trụ rồi xây bổ trụ lên thôi, không có gì cả. Sơn giả đá vào. Phía dưới này thì chúng ta ốp cái phần đá vào. Đây, ốp phần gạch thẻ giả đá vào. Hàng rào này cũng được làm bằng hộp kẽm sơn tĩnh điện nhé các bạn. Cái mẫu hàng rào này thì có rất là nhiều mẫu, tùy vào từng gia đình thích mẫu nào thì chúng tôi sẽ thiết kế cái mẫu đấy và thi công cái mẫu đấy. Thì chúng tôi là đơn vị thiết kế và thi công trọn gói mà, cho nên là tất cả các phần hạng mục này thì chúng tôi đều có các cái nhà cung cấp, đều có, tất cả đều có nhà cung cấp. Đây, chúng ta đi vào cái phần nội thất ở bên trong nhé. Đây là phần nội thất ở dưới tầng 1. Gia chủ muốn trang trí cái phần nội thất ở trong tầng 1 nó theo cái phong cách luxury. Bên ngoài thì nó theo phong cách hiện đại và pha một chút tân cổ, pha một chút luxury, nhưng mà bên trong thì trang trí hoàn toàn theo phong cách luxury. Các bạn nhìn này, tất cả hệ gỗ này là bằng gỗ đỏ, vỏ đỏ nhá. Tất cả đây là gỗ tự nhiên hết các bạn nhé, vỏ đỏ. Cái này tùy từng nhà thôi. Đấy, nhà nào mà có tiền thì sử dụng loại gỗ vỏ đỏ, gỗ lim Nam Phi, nếu mà không thì chúng ta có thể sử dụng bằng cái sofa, gỗ công nghiệp. Đấy, tùy các bạn. Phần đèn, cái đèn chùm này là một cái điểm nhấn rất là quan trọng trong cái phong cách luxury này. Đây, các bạn nhìn thấy các hệ phào chỉ, tất cả các hệ phào chỉ trần thạch cao. Đấy. Đây, các bạn nhìn đây, tức là các cái phần phào này thì chúng tôi sẽ chạy theo thiết kế thôi. Đấy, tất cả các phần phào này. Đây là phần hệ hai cái cửa. Đây, cửa. Đây, chúng ta sang một cái phòng này gọi là phòng, gọi là bàn trà. Khu vực này là khu vực uống trà. Khu vực này thì chỉ dùng cho gia chủ tiếp khách và ngồi uống trà nhâm nhi cùng với bạn bè. Đấy, cũng tất cả cũng đều sử dụng bằng gỗ tự nhiên hết. Như này là chúng ta thấy là gia đình này là cũng rất là có tiền đấy, đúng không ạ? Đây, một view khác. Đây là phòng bếp ăn. Các bạn nhìn thấy tất cả bếp ăn, tất cả dưới phòng tầng 1 này là gia chủ yêu cầu là sử dụng gỗ tự nhiên hết. Nên là phần tủ bếp này chúng tôi cũng sử dụng gỗ tự nhiên. Cái này thì không phải là gỗ đỏ này, mà cái gỗ này là chúng tôi sử dụng gỗ lim Nam Phi. Tất cả bằng gỗ lim Nam Phi. Bàn ăn này thì bằng, tất cả ghế này cũng bằng cốt gỗ lim Nam Phi hết. Đấy. Sàn thì lát sàn gỗ nhé các bạn. Bếp ăn nhưng mà gia chủ yêu cầu là lát sàn gỗ. Phần này thì không được hợp lý lắm, bởi vì là khu vực bếp này nó dễ bị có nước, nên sử dụng sàn gỗ thì mặc dù là chúng tôi đã sử dụng loại sàn gỗ chống ẩm, chống nước, nhưng mà cũng sẽ không được bền bằng nếu các bạn lát gạch thì nhìn nó sẽ không được ấm cúng, cả cái khu này không được sang trọng như thế này, nhưng mà nó sẽ bền đẹp hơn, nó sẽ bền theo thời gian hơn. Phần hệ trần này thì cũng là trần thạch cao,
Đây là một phòng ngủ ở dưới tầng 1. Phòng ngủ này là phòng ngủ master. Đấy. Tất cả hệ đều là bằng tất cả là bằng gỗ tự nhiên hết các bạn nhìn nhé. Phần trần này cũng trang trí giống như phần ở ngoài phòng khách. Sang tầng 2, thay đổi phong cách một chút sang kiểu phong cách hiện đại. Lên tầng 2 này thì gia chủ yêu cầu là thiết kế theo phong cách hiện đại. Chính vì thế nên là chúng tôi sẽ thiết kế các cái phần gỗ này là gỗ công nghiệp các bạn nhé. Gỗ MDF phủ melamin. Cái đơn giá nó sẽ vừa phải và cũng rất là đẹp. Hiện tại thì chúng ta có thể sử dụng gỗ MDF ăn cường là loại gỗ tốt nhất. Chúng tôi đang sử dụng cho tất cả các công trình. Đấy, MDF ăn cường phủ melamin hoặc phủ laminate tùy các bạn sử dụng. Tùy nhu cầu của từng nhà. Đây là một cái phần hệ lam lấy sáng. Rất là đẹp. Đây là một hướng khác, hướng view trực diện của cái phòng này. Đây cái phần hệ lam này thì nó có lấy ánh sáng ở khu vực bên ngoài các bạn nhé. Nhìn thế này thôi nhưng mà không phải là do ánh điện chiếu đâu mà cái này khu vực này là lấy ánh sáng từ bên ngoài vào đấy. Sàn thì lát hết bằng sàn gỗ Malaysia dày 12 ly nhé. Tất cả là sàn gỗ Malaysia dày 12 ly nhé. Giường này thì bằng gỗ công nghiệp thôi. Cốt thái xanh, cốt thái chống ẩm gỗ công nghiệp các bạn nhé. Đây, cái phần này là phần kệ tủ TV đây. Hệ cửa này thì chúng tôi cũng sử dụng là cửa gỗ công nghiệp, cửa gỗ Blackwood các bạn nhé. Đấy, cái đơn giá của nó thì nó rơi vào tầm khoảng 2,5 triệu đến 3 triệu một mét. Đây là phần ban thờ. Phần ban thờ này thì chúng tôi thiết kế cái phần gỗ này là gỗ vun, gỗ đen theo phong cách. Gỗ này ấy, thì thực ra là nếu mà làm bằng, các bạn có thể sơn màu như này được, đều được ok hết. Các bạn có thể làm gỗ sồi Mỹ hoặc là gỗ mít tất cả nhưng đều có thể sơn được cái màu này các bạn nhé. Cái phần này chỉ là phần sàn gạch giả gỗ thôi. Đây. Bàn thờ rất là đẹp không? Đây là khu vực của phòng vệ sinh của phòng ngủ ở trên tầng 2. Đây. Sử dụng một cái vách ngăn này là bằng nhựa các bạn nhé. Nhìn thế này nhưng mà vách ngăn này là bằng nhựa nhé, bằng tấm nhựa nhé. Đây là bàn chậu rửa lavabo có tủ hộc ở dưới này. Đá này là đá trắng này. Cái phần lavabo này, tủ hộc này thì nó đơn giá từ 1,1 triệu đến 1,2 triệu một mét này. Cái phần bệt này thì chúng tôi đang sử dụng loại bệt inox cao cấp, bệt inox cao cấp. Cái này thì tôi khuyên các bạn nên sử dụng các loại bệt tốt một chút để sau này tránh những trường hợp là lúc trong quá trình đi vào sử dụng rồi mới thấy nó không tiện, không được tiết kiệm rồi không được thoải mái thì lúc đấy chúng ta mới thay thì thành ra lại mất tiền hai lần, rất là lãng phí luôn. Tất cả hệ tường này gỗ gạch 30-60 hết, vân đá. Sàn này là sàn gỗ nhựa các bạn nhé, sàn gỗ nhựa để chống nước. Vâng, tôi xin kết thúc clip này ở đây. Và xin nhắc lại cho các bạn một chút đấy là hãy đăng ký kênh channel của chúng tôi. Lên YouTube các bạn hãy gõ Bắc Trung Nam và nhấn vào kênh YouTube đây và đăng ký, nhấn nút đăng ký này để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào, clip nào. Và để đăng ký thiết kế và thi công trọn gói thì các bạn hãy liên hệ với số điện thoại 0788 332626. Vâng, xin chào tất cả các bạn.